Theo thông báo mới nhất sáng 25 tháng 8 của cơ quan giảm nhẹ thiên tai Philippines, sau khi đổ bộ vào đảo chính Luzon, bão Ma-on đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Sau 24 giờ hoành hành tại Philippines, bão Ma-on kéo theo mưa to và gió lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến gần 50.000 người dân ở 400 làng xã, gây hư hại nhiều nhà cửa và cắt đứt hệ thống thông tin liên lạc và điện sinh hoạt tại các vùng bão quét qua. Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Ma-on khá mạnh với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 150 km/h. Tổng thống Ferdinand Marcos đã chỉ thị toàn bộ trường học các cấp, cơ quan chính phủ ở vùng thủ đô Manila và 6 tỉnh tạm ngừng hoạt động trong hai ngày 23 và 24 tháng 8. Trung bình mỗi năm Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão. Ma-on là cơn bão thứ 6 đổ bộ vào quốc gia này trong năm nay. Sau Philippines, dự kiến bão Ma-on sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông trong ngày 25 tháng 8. Bộ Y tế Singapore cho biết nước này sẽ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 29 tháng 8 tới do tình hình dịch COVID-19 trên cả nước đã ổn định hơn. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, người dân của Singapore sẽ không phải đeo khẩu trang trong không gian kín, trừ trường hợp trên phương tiện giao thông công cộng và những nơi có nguy cơ cao như các cơ sở chăm sóc y tế. Bộ Y tế Singapore cũng cập nhật các quy định đối với du khách không tiêm phòng, giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày. Từ đầu năm nay, Singapore đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch, trong đó có hạn chế đi lại. Theo Bộ Y tế nước này, khoảng 70% trong số 5,5 triệu dân đảo quốc này đã mắc COVID-19 và khả năng tái nhiễm là rất thấp. Singapore đã tiêm phòng ngừa COVID-19 cho hơn 90% dân số và là một trong những nước ghi nhận tỷ lệ tử vong vì COVID-19 thấp nhất thế giới. Tổng thống Joe Biden thông báo chính phủ Mỹ sẽ xóa nợ cho sinh viên, đồng thời gia hạn hoãn thanh toán các khoản trả nợ đến cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền Mỹ sẽ xóa $20,000 nợ cho mỗi sinh viên, những người vào đại học theo chương trình hỗ trợ tài chính liên bang Pell Grant và sẽ xóa $10,000 nợ sinh viên của những người không được tham gia chương trình này. Kế hoạch xóa nợ cho sinh viên được áp dụng với những người có thu nhập dưới $125,000 một năm. Đề xuất xóa nợ một phần này vẫn thấp hơn nhiều so với tham vọng của một số nghị sĩ dân chủ là xóa hoàn toàn các khoản nợ sinh viên. Tuy nhiên, kế hoạch lại vấp phải phản đối của những nghị sĩ Cộng hòa cho rằng việc xóa nợ sinh viên ở bất kỳ mức độ nào cũng là không công bằng với những người đã phải làm việc vất vả và dành dụm để trả nợ trước đó. Ngoại trưởng Canada cho biết nước này sẽ vận chuyển 5 tua bin từ Montreal trở lại Đức bất chấp những yêu cầu từ Ukraine và đại sứ Kiev ở Ottawa. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết việc nước này hoàn trả 5 tua bin sang Đức chính xác là theo những gì Đức yêu cầu Canada thực hiện. Theo đó, 5 tua bin được sử dụng trong đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 của Nga sẽ được vận chuyển từ thành phố Montreal, tỉnh Quebec của Canada sang Đức. 6 tua bin của tập đoàn công nghiệp Đức Siemens đã được đưa đến Montreal để bảo trì khi Canada tuyên bố cấm vận Nga do xung đột ở Ukraine. Theo yêu cầu của Đức, Ottawa tháng trước thông báo miễn trừ cho các tua bin để bàn giao cho tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, nơi vận hành đường ống dòng chảy phương Bắc 1 cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức và các nước châu Âu khác. Một tua bin đã được gửi trả về Đức, nhưng Gazprom từ chối nhận hàng với lý do các vấn đề kỹ thuật và tuyên bố muốn có thêm tài liệu cho thấy thiết bị này không phải chịu lệnh trừng phạt phương Tây. Chính phủ Séc hôm qua đã thông qua đề xuất về biểu giá tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình. Nó bao gồm việc cung cấp hỗ trợ của nhà nước cho tất cả người tiêu dùng tư nhân khi thanh toán các hóa đơn điện, khí đốt và sưởi ấm. Trung bình các hộ gia đình tại Séc sẽ nhận được 15.000 korun, tương đương với 15 triệu đồng Việt Nam. Một phần của chương trình là bãi bỏ lệ phí bắt buộc để phát triển năng lượng tái tạo. Người tiêu dùng sẽ được miễn khoản phí này cho đến hết năm 2023. Bộ Công nghiệp và Thương mại Séc cho biết các hộ gia đình có mức tiêu thụ năng lượng thấp sẽ nhận được tổng cộng 11.000 korun, những hộ có mức tiêu thụ trung bình khoảng 14.000 đến 15.000 korun và những hộ có tỷ lệ tiêu thụ cao nhất là 18.000 korun. Hỗ trợ sẽ được cung cấp dần dần trong suốt mùa đông. Người tiêu dùng sẽ được nhận những đợt giảm giá đầu tiên trên các hóa đơn trong tháng 10. Các trường học ở Bangladesh sẽ đóng cửa thêm một ngày mỗi tuần. Các văn phòng chính phủ và ngân hàng sẽ rút ngắn thời gian làm việc 1 giờ mỗi ngày. Động thái này nhằm mục đích giảm mức tiêu thụ điện trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang thiếu hụt điện nghiêm trọng. Việc cắt giảm số giờ học và làm việc tại Bangladesh đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 24 tháng 8. Tại Bangladesh, hầu hết các trường học đều đóng cửa vào thứ Bảy, nhưng bây giờ sẽ đóng cửa từ thứ Sáu. Các văn phòng chính phủ và ngân hàng sẽ cắt giảm số giờ làm việc trên ngày xuống còn 7 giờ so với 8 giờ trước đó, nhưng các văn phòng tư nhân sẽ được phép đặt lịch làm việc của riêng họ.
Bangladesh đã thực hiện nhiều biện pháp trong những tuần gần đây để giảm bớt áp lực đối với dự trữ ngoại tệ đang suy giảm của mình. Tháng 7, giá nhiên liệu tại nước này đã tăng hơn 50%. Bangladesh đã cắt điện thường xuyên hơn sau khi đình chỉ hoạt động của tất cả các nhà máy điện chạy bằng diesel.